Hello, chị Liêm xin chào tất cả các em nha. Hôm nay thì chị Liêm sẽ quay bài 7 là thơ móc xích. Thì ở những cái video trước, chị đã hướng dẫn cho các em các cái bài số 6 này, khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa là chị cũng ra video rồi nè. Rồi bài 5 khâu đột thưa chị cũng đã ra video rồi các em. Các cái bài trước này chị cũng đã ra video hết rồi ha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái bài 7 này. Bài 7 là thơ móc xích ha các em. Thì vật liệu và dụng cụ cần chuẩn bị thì gồm có những cái gì? Gồm có là mảnh vải 10 x 15 cm. Chỉ thêu, kim thêu hoặc là kim khâu cỡ nhỏ nè, rồi bút chì, cái kẽ kéo. Đây thì chị để cái quyển sách bàn bên này. Bây giờ chị sẽ lấy những cái dụng cụ cần để thực hiện cái bài thực hành này ha. Thêu móc xích thì đây là một cái miếng vải màu trắng 10 x 15 cm này, 10 cm, 15 cm ha. Rồi chỉ và kim, chỉ và kim thì chị chuẩn bị rồi nè. Chị lấy chỉ ở trong cái cuộn chỉ thêu, trong cái hộp vật liệu các khâu thêu này nó có sẵn này các em đó. Thì chị lấy cái chỉ màu đỏ này để chị thêu trên vải trắng cho nhìn nó sẽ rõ ràng hơn ha đó. Chị dùng chỉ đỏ để chị thêu ha. Rồi chị sẽ sử dụng viên phấn và chị kẻ ha. Chị sẽ kẻ một cái đường vạch dấu. Trước khi thêu thì chị sẽ kẻ một cái đường vạch dấu. Thì kim và chỉ thì chị đã xỏ chỉ rồi. Bây giờ chị sẽ rút chỉ ở một đầu ha. Đây chị rút này, chị rút chỉ này. Đây chị rút chỉ rồi nè các em. Rồi thì các em xỏ chỉ thì các em sẽ xỏ một sợi chỉ dài một bên ngắn ha, một bên dài bên ngắn. Bên dài thì mình rút chỉ lại nè, còn bên ngắn thì mình không rút ha các em. Đây nè, đây nè các em nè, bên dài là chị rút chỉ nè, còn bên ngắn này không cần rút ha. Rồi chị để kim chỉ đây ha, miếng vải đây. Đây là viên phấn, cây thước nha các em, cái kéo là các chỉ. Bây giờ chúng ta cùng thực hành với chị nha. Thì trước tiên chị sẽ dùng cây thước này, chị đặt cây thước vào ha, nó thẳng nè. Chị sẽ vạch một cái đường thẳng, vạch một cái đường thẳng nè đó. Thì chị sẽ thêu trên cái đường thẳng này ha. Chị cắt viên phấn nha, cắt cái thước. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Kim chỉ thì có sẵn rồi đây. Tay trái nè em là chị sẽ đặt cái miếng vải lên đó. Rồi tay phải chị sẽ cầm kim và chỉ. Đầu tiên nè chị nắm như thế này ha. Đầu tiên thì chị sẽ đưa cái mũi kim từ dưới lên ở cái điểm theo đầu tiên ha. Chị sẽ đưa cái mũi kim từ dưới lên này, các em quan sát ha. Này đó. Thì đầu tiên chị sẽ đưa cái mũi kim từ dưới lên này. Đây các em, chị để sát để cho các em dễ quan sát ha. Để rất là gần luôn đó. Đó. Đây là mặt sau này, đằng sau là mặt trái nè các em, còn đây là mặt phải nè. Sau đó chị sẽ đưa kim xuống tại cái điểm đầu tiên mà chị đưa mũi kim lên này. Thì bây giờ chị sẽ đưa kim xuống tại cái điểm đó luôn. Chị đưa kim xuống, đưa kim xuống, sau đó chị sẽ đưa kim lên ở cái mũi kim thứ hai. Đây là cái mũi kim thứ hai này, chị đưa kim lên này. Đó. Khi mà chị đưa đến khoảng nửa cái kim này thì chị sẽ dùng cái sợi chỉ nè, chị quấn que thế này. Chị quằn qua cái đầu kim đó các em này, chị quằn qua như thế này ha, chị quằn qua này. Sau đó chị nắm cái kim, chị kéo chỉ lên đó, chị kéo chỉ lên như thế này ha. Này các em, chị kéo chỉ này. Thì lúc này chị sẽ được một cái mũi theo rồi này các em. Các em xem này, lúc này chị đã được một cái mũi theo rồi này. Ngắn cái hình như là cái móc xích đó ha. Đó. Rồi tiếp tục ta theo ở cái mũi theo thứ hai ha. Đây thì các em đã theo được cái mũi theo thứ nhất rồi, thì tương tự như cái mũi theo thứ nhất thì ta sẽ theo tiếp cho cái mũi theo thứ hai ha. Thì chị cũng xuống chỉ này, xuống chỉ tại cái điểm mà mình lên chỉ ở cái mũi thứ hai này này. Thì chị sẽ xuống chỉ, để xuống kim này, xuống kim này. Sau đó chị sẽ lên kim lại ở mũi thứ ba này, chị lên kim tương tự,
chị lên kim được khoảng một nửa cây kim này các em. Này, các em xem rõ không? Khoảng một nửa cây kim thì chị sẽ dùng cái tay phải ha. Chị đưa cái sợi chỉ quấn que như thế này ha. Quấn que cây kim này. Rồi, sau đó chị sẽ kéo cây kim. Kéo cho chị nó sát ha. Nè, chị kéo này. Các em xem cái mũi thứ hai ha. Đó, chị kéo thì nó sẽ được như thế này nè các em. Chị được mũi theo thứ hai. Các em xem này, mũi theo thứ nhất này, mũi theo thứ hai này ha. Tương tự nha, chị xuống kim. Tại cái vị trí lên kim này, chị sẽ xuống kim ha. Xuống kim. Nè, chị xuống kim. Sau đó chị sẽ lên kim lại. Nè, chị lên kim lại nè các em. Đó, lên kim lại nè. Thì lên kim lại, sau đó thì chị sẽ quăng cái kim, quăng cái mũi chỉ, quăng cái sợi chỉ. Chị sẽ quăng cái sợi chỉ qua cái kim. Tương tự ha, chị rút chỉ. Đây, chị rút cái sợi chỉ này. Đây này các em. Là chị được cái mũi theo thứ ba. Như đó. Tương tự thì các em làm tiếp cho các cái mũi theo tiếp theo ha. Nè, bây giờ chị sẽ làm nhanh ha. À, tương tự nè. Chị đưa kim xuống. Sau đó chị sẽ đưa kim lên. Đến một nửa cái kim ha. Là chị quằn chỉ que cái đầu kim này. Rồi chị kéo. Kéo cái sợi chỉ. Đó, chị sẽ kéo cái sợi chỉ như thế này. Rồi tiếp tục. Chị đưa kim xuống. Rồi chị đưa mũi kim lên. Rồi chị cũng quằn cái sợi chỉ que. Các em cứ làm từ từ và các em theo giữa các cái mũi kim này cho nó đều nhau thì cái đường theo của mình nó sẽ đẹp ha các em. Bây giờ chị sẽ đưa kim xuống nè. Tại cái mũi mà mình lên kim này các em. Và chị lấy nét ra cho rõ ha, các em nhìn rõ này. Đó. Thì các em xem này nha. À, tại cái chỗ mà chị lên kim lúc nãy này ha. Thì bây giờ chị kéo cái sợi chỉ này thế này nè. Chị sẽ đưa kim xuống. Kim xuống này đó, các em xem này. Chị sẽ đưa kim xuống tại cái điểm mà mình lên kim á. Thì bây giờ mình đưa kim xuống ha. Rồi chị sẽ đưa kim lên như thế này. Đó, các em xem này. Chị sẽ đưa kim lên như thế này ha. Rồi chị sẽ lấy cái sợi chỉ nè. Chị quằn qua cái đầu kim. Đó, chị quằn qua như thế này nè các em. Các em nhìn rõ không? Đó. Chị đưa kim lên, chị kéo cái kim nha. Kéo nè. Chị kéo chị. Chị kéo chị nè. Đó, chị sẽ được cái mũi theo tiếp theo ha. Này nè các em. Tương tự ha, chị làm tiếp ha. Chị làm tiếp cho đến hết cái đoạn thẳng này luôn. Thì đây là chị đã khâu được một cái đoạn thẳng mà chị đã gạch đó. Thì chị đã khâu hết rồi ha các em. Thì đây là mặt phải. Còn bên này là mặt trái nè các em. Mặt trái nè. Đây là mặt trái nè. Đây là mặt phải nè. Mặt phải thì nó có cái đường giống như là đường móc xích á. Vì vậy người ta gọi là thêu móc xích. Cái kiểu thêu này gọi là thêu móc xích ha các em. Nhìn nó giống như những cái mắt xích nè. Nó xích vào nhau nè. Thì sau khi chị theo đến cái mũi theo cuối này thì chị sẽ nút chị ở đây ha. Chị đưa mũi kim xuống ha. Chị đưa mũi kim xuống, xuống qua bên mặt trái này. Chị kéo. Chị kéo cho đến khi mà nó hết chị bên mặt phải ha. Thì chị sẽ nút chị ở đây. Chị nút chị ở đây. Này các em xem nè, chị nút chị để cái sợi chỉ mình nó không có bị bung ra ha. Chị nút cho nó cứng lại, nó không bị bung ra. Chị nút hai lần luôn. Lần thứ nhất này, lần thứ hai. Chị đã nút chắc chắn rồi ha. Bây giờ chị dùng cây kéo, chị sẽ cắt ra. Đó, cái này. Đây này em. Chị nút chị và chị cắt ở cái điểm này. Để cái sợi chỉ mình nó không có bị bung ra. Mình theo xong thì nó không có bị bung ra ha. Nó bung ra thì nó sẽ bị hư ha. Đó, các em xem này. Nó giống như là những cái mắt xích này. Để gần là các em sẽ thấy ha. Những cái mắt xích á. Thì bài thực hành này đến đây là kết thúc. Thì chị Liam cảm ơn tất cả các em đã
xem video của chị và ủng hộ kênh của chị. Thì chị mong sắp đến thì các em ủng hộ kênh của chị nhiều hơn nữa, chia sẻ cho bạn bè cùng xem video. Nếu mà thấy video hữu ích thì các em hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Chị Liêm xin chào tất cả các em ha. Nếu các em xem video thấy hay thì các em hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chị Liêm nhé. Bye bye các em. Chúc các em thực hành bài thực hành này thành công nha.